Chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn một cái module hoàn toàn mới, cũng nằm trong cái họ Creo của hãng PTC, tên là PTC Creo Direct. Ở Việt Nam thì các bạn rất là quen thuộc với cái phần mềm PTC Creo Parametric, hay tên trước đó là Pro Engineer. Với nguyên tắc thiết kế là dựa trên feature base, tức là mỗi lần mình thiết kế một cái lệnh nào đó thì nó sẽ được lưu lại ở cái thanh feature tree bên đây để mình có thể chỉnh sửa về sau. Anh Direct này các bạn thì nó lại ngược lại hoàn toàn. Nó không có dựa trên cái feature đó mà dựa trên hình học, tức là khi các bạn muốn chỉnh sửa đối tượng nào thì các bạn chỉ việc là chọn đối tượng đó, các bạn chỉnh sửa thôi. Thì cứ trực tiếp là như vậy. Ví dụ tôi muốn là kéo mặt này dài ra thì tôi việc chọn ảnh nè. Tôi kéo ra, nhập giá trị vào. Ví dụ tôi muốn cho 10 ly. Lúc giữa đồng ý, tôi muốn bo tròn thì tôi việc chọn cạnh này một cái, tôi kéo ra. Đây. Và tôi muốn bỏ thì cái thằng tôi thấy là tôi remove, tôi bỏ đi. Và tôi thấy tôi kéo này lùi về một tí. Các bạn thấy là nó không hề có cái feature bên đây. Đó là tôi nói về cái nguyên tắc cơ bản nhất là như vậy. Đương nhiên chi tiết về công cụ tôi sẽ nói sau, nhưng mà về nguyên tắc các bạn nắm được là nó ngược hoàn toàn với cái anh PTC Creo Parametric. Rồi tôi đi tiếp với cái phần là cái chức năng của nó. Vậy thì cái anh Direct này ảnh làm được những công cụ gì, làm được những cái việc gì? Thì anh Direct này nó có chức năng vẽ 2D các bạn. Vẽ 2D đấy, để dựng hình luôn phải có 2D đi trước mới tới 3D đi sau thì nó vẽ được 2D. Nhưng tôi lưu ý là nó vẽ cũng là phi tham số, sẽ hơi vất vả, thì tôi sẽ trình bày chi tiết ở những clip về sau. Tiếp theo là nó có những cái khối, có những cách dựng khối. Các bạn thấy chú lên mình dựng khối nha, và chỉ ở mức độ cơ bản thôi. Ví dụ như là các bạn thấy là dùng lệnh extrude, các bạn thấy là revolve hay là sweep. Nhưng những lệnh phức tạp như là plane, body plane thì nó không có. Ngoài ra nó còn có cái công cụ xử lý khối 3D. Thì cái anh này thì nó giống hoàn toàn với cái module flexible modeling của Parametric. Thì nó cũng gồm có là gì đây, ví dụ như là thay thế, di chuyển, offset, gỡ bỏ, đối xứng. Đấy, thì nó giống hoàn toàn với cái module flexible mà tôi trình bày ở một cái bộ tài liệu khác. Nó có một số công cụ về xử lý những cái thuộc tính kỹ thuật, ví dụ như là những cái bo tròn, những cái vác cạnh, lỗ, rồi gạo góc vác. Đấy. Nó có một số công cụ xử lý về mặt, thì các bạn thấy rằng nó có khả năng xử lý về mặt nhưng không có mạnh. Nó chỉ có một số công cụ cơ bản thôi. Ngoài ra, Direct này nó cũng hỗ trợ các bạn là mô hình lóc. Các bạn thấy khi mình new á, thì ngoài cái việc mình tạo ở dạng apart, mình còn tạo được ở cái dạng là assembly. Nhưng mà nó cũng có một số tính năng cơ bản thôi, chứ nó không đầy đủ được như là cái anh assembly của Parametric. Tiếp theo, tôi nói về phần ứng dụng. Thì các bạn thấy rằng với một số công cụ nghèo nàn như vậy á, thì rất nhiều bạn sẽ hỏi rằng ủa vậy thì nó có làm cái gì, chức năng nó làm chi, trong khi một anh Creo Parametric là nó quá đồ sộ, quá đủ công cụ rồi thì có nó làm gì. Thì thưa với các bạn luôn là cái anh Direct này á, nó ra đời á, nó có một số cái mục đích cơ bản sau đây. Thứ nhất á, là nó khắc phục được cái hạn chế về cái tính nguyên tắc và cồng kềnh của anh Parametric. Tôi ví dụ như các bạn nhận được một cái file có một cái thiết kế mà bạn không phải tác giả, bao giờ bạn muốn sửa nó. Ví dụ như là bạn đang nhận một cái dự án về phân tích CI, các bạn muốn bỏ bớt những cái error, bỏ bớt những cái chamber, bỏ bớt cái lỗ quá nhỏ. Thì nếu với anh mà PTC Creo Parametric á, các bạn biết rồi, nó là dạng tham số mà. Cho nên nếu trong quá trình bạn xử lý, bạn loại bỏ những phần tử đó mà nó làm mất cái chuẩn của những phần tử ở phía dưới nó đó, thì các bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian xử lý cái vấn đề đó, tại nó kéo cả dây theo. Thì nếu như bạn là người thiết kế thì bạn sẽ biết cái chuẩn nào ở đâu là bạn chỉnh sửa nhanh hơn. Nhưng nếu bạn là người nhận cái file để làm việc thì bạn sẽ rất mất nhiều thời gian, thậm chí là không xử lý được. Thì với anh Direct này thì các bạn muốn bạn bỏ thôi, các bạn không cần phải tốn nhiều thời gian trong cái việc là xem xét nó là con cháu nhà ai, phụ thuộc ai, rồi làm cha của ai, làm con của ai lằng ngoằng. Đó là nhanh. Và cái mục đích thứ hai của nó là nó ứng dụng trong cái việc là thiết kế những cái mô hình nó đơn giản, ví dụ những cái đồ gá, những cái chi tiết mà nó không hình dạng quá phức tạp ở dạng khối. Tại vì cái giá nó rẻ các bạn. Thì các bạn biết nếu như mình mua cái anh Parametric thì rất là đắt, thì cái anh Direct này tính năng ít hơn cho nên giá nó mềm hơn.
và nó dùng để thay thế AutoCAD 3D rất là tốt. Cậu biết AutoCAD 3D thì nó khó vẽ, trong khi đó thì anh này tôi nói nó dễ hơn. Đấy thì đó là một cách để bạn là thay thế được AutoCAD trong việc dạy cái đồ gá đơn giản. Ngoài ra các bạn thấy rằng nó rất là dễ sử dụng, các bạn thấy là hầu như là mọi công cụ mình làm rất là nhanh. Đấy, hầu như là mình chỉ việc chọn là mình làm thôi, nó rất là nhanh. Cho nên nó còn là một công cụ để là phát triển ý tưởng thiết kế sản phẩm các bạn. Các bạn không cần phải làm đúng ngay từ đầu, các bạn chỉ cần vẽ sơ bộ thôi. Thì khi đó một cái người có thể là không biết, không cần phải là master về cái CAD CAM, họ cũng có thể ngay được lập tức họ vẽ được trên cái phần mềm Direct này. Thì ở đây tôi lưu ý một cái nữa là với những bạn mà chưa biết gì thì có thể học Direct sẽ dễ. Nhưng với những bạn mà đã từng làm việc, đặc biệt làm việc quá lâu với Parametric rồi á, thì quay sang đây á, nó sẽ có chút khó khăn. Tại vì nó là phần mềm phi tham số. Cụ thể như thế nào á, thì ở những clip tôi sẽ nói. Nhưng mà tôi nói trước là như vậy. Các bạn có thể đọc được rất nhiều tài liệu của anh PTC này, anh quảng bá cái phần mềm của anh là rất là dễ dùng, rất là thân thiện. Nhưng nếu như tôi cảnh báo trước, nếu như các bạn đã làm việc quá lâu với Direct, làm việc quá lâu với Parametric á, thì đôi khi các bạn cảm thấy là anh này nó hơi ngu ngu. Đấy, thì đó là cái chức năng của nó ha. Hoặc là dùng để chỉnh sửa nhanh chi tiết, hoặc là dùng để vẽ những cái đồ gá, những cái chi tiết solid đơn giản, hoặc dùng để phát triển ý tưởng thiết kế sản phẩm. Tiếp theo, tôi nói về cái cách mà nó tương tác với Creo Parametric. Thì các bạn biết Creo Direct này là một phần mềm mới chạy độc lập, tức là nó chẳng cần tới anh Parametric. Các bạn có thể là bắt đầu nha. Đây các bạn thấy là bắt đầu vô phần part, các bạn vẽ bình thường. Đây, ví dụ tôi vẽ một cái hình tròn thế này đi. Tôi vẽ thế này. Tôi cho anh đường kính là 120 rồi nha. Bán kính 120 rồi, tôi đồng ý. Ê, xin lỗi, tôi quên enter cho nó kết thúc lệnh. Đây, 120. Rồi, tôi đồng ý. Tôi đụng một khối lên nha. Tôi đánh, tôi kéo lên. Rồi, tôi bo tròn ở đây. Các bạn thấy là mình hoàn toàn có thể vẽ được. Tôi chamfer này chẳng hạn. Đấy, mình vẽ và mình lưu lại, mình xài. Thì khi các bạn lưu lại nè, các bạn thấy là cái đuôi của ảnh á, các bạn để cái đó dễ nhìn nha, tên như vậy luôn. Nó vẫn dùng cái đuôi là PRT. Thì ngoài cái việc là mình xài độc lập, mình có thể là gì? Mình tương tác với anh Creo Parametric, tức là bây giờ tôi dùng Parametric nhé. Tôi mở nó ra nè, tôi có thể là open anh này nhé. Thì các bạn thấy nè, nó ghi là chữ Direct. Và quan trọng ở chỗ này các bạn, bên anh Parametric này nè, nó ghi nhận là lịch sử thiết kế của anh Direct. Rất là hay các bạn ha. Bên Creo Direct nó không có. Nhưng như để làm á, là cái anh Parametric anh biết hết à. Các bạn thấy đây nha, tôi vẽ sketch nè, đúng không? Tôi phải chỉnh sửa được. Tôi muốn giờ anh này vô tôi muốn là 220 thôi. Ok. Nó biết ở đây tôi có một cái phần tử round. Tôi chỉnh sửa được. Tôi muốn bây giờ là 20, tôi muốn là 25 vẫn được. Ok. Anh thấy, đấy là cách. Một là nó xài độc lập. Hai là các bạn có thể chuyển sang cái Parametric. Thì như tôi nói hồi nãy, đôi khi là ở bước đầu tiên mình phát thảo ý tưởng thôi, mình không còn chính xác lắm, thì mình vẽ xong mình lưu lại. Và lúc này qua đây thì anh kỹ sư, anh nói là gì, ảnh build lại model của mình với các kích thước nó chuẩn xác luôn. Rồi, ngoài ra tất nhiên là các bạn thấy rằng độc lập được, vẽ từ bên ảnh chuyển qua Parametric được, thì ngược lại các bạn vẽ từ Parametric các bạn có thể chuyển sang ảnh được. Ví dụ cái file tôi đang có hồi nãy, cái file này chính là tôi vẽ bên Parametric và tôi đưa qua. Có điều khi đưa qua nó thì các bạn thấy rằng nó hoàn toàn là không có cái feature nào hết. Đấy, đó là một cái điểm các bạn cần chú ý. Rồi, nói về giao diện của nó thì thực sự thì cũng không có gì phải nói nhiều, tại vì nó hoàn toàn nó giống với cái anh Creo Parametric. Ví dụ như nó cũng có những cái lệnh về tập tin, rồi những cái ribbon. Thì những cái ribbon nó thì nó chứa những công cụ cho nó hồi nãy rồi, tức là gồm có thể vẽ 2D,
dựng khối 3D, chỉnh sửa 2D rồi chỉnh sửa 3D, tạo cho thiết kỹ thuật, xử lý bề mặt cơ bản, rồi tạo những cái chuẩn để thiết kế, tạo mặt cắt và các công cụ đo kiểm. Cái việc sử dụng chuột trong anh này cũng hoàn toàn là nó giống với cái anh Cryo-Parametric, tức là các bạn cũng là lăn 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 nút giữa để là phóng to thu nhỏ, các bạn đè nút giữa để các bạn xoay, các bạn thêm miếng ship nút giữa để bạn di chuyển, nhấn Ctrl D để quay hướng nhìn chuẩn. Chỉ có điều ở đây nó có một cái lưu ý là ở phần lựa chọn, nếu các bạn để chế độ lựa chọn như vậy á thì nó sẽ không có tạo ra một cái chức năng là miệng liền. Bây giờ bạn chọn như vậy nha, thì đây nè, chọn cái mặt như vậy thôi. Còn nếu như các bạn để cái chế độ này á thì nó thêm một cái đây nè, đây cái nhóm công cụ này, một quả cầu để bạn di chuyển, một offset đó ra, những công cụ mà thường gặp nó sẽ nằm ở đây. Thì nếu các bạn để như vậy á thì nó sẽ không có, để như vậy nó có, và xài như thế nào á thì nó tùy thuộc vào cái ngữ cảnh của các bạn. Nên ví dụ các bạn là lướt vào cạnh á thì nó sẽ ra cái cách nó ra sẽ khác, bạn lướt vào cái mặt nó sẽ ra cái cách nó ra khác. Đó là về cái việc là sử dụng chuột và lựa chọn đối tượng. Thì tới đây tôi tạm dừng cái phần giới thiệu về BTC Creo Direct, và tôi chỉ muốn lưu ý vào một điều rằng đó là cái tính năng của nó khác với anh Parametric, cho nên các bạn đừng có so sánh nó với Parametric. Tính năng nó khác, mục đích sử dụng, công dụng nó khác, cho nên nếu như các bạn hiểu về điều đó, các bạn làm quen được với nó thì các bạn sẽ cảm thấy sử dụng nó rất là ok trong những tình huống mà đúng bài của anh. Còn nếu như không đúng tình huống sử dụng của nó thì các bạn cũng đừng có chê nó dở, tại vì cái phần mềm viết ra là nó có ý đồ hết, mà nếu như mình đúng đúng cách sử dụng của mình á, thì mình xài chỉ như vậy thôi. Và thứ nhất đó, cái thứ hai nữa là cái giá của ảnh á nó sẽ mềm hơn những cái anh mà Creo-Parametric, cho nên nếu như thực sự các bạn quan tâm vấn đề bản quyền và muốn đầu tư một phần mềm dễ sử dụng, nhanh chóng có thể AutoCAD được trong việc giá 3D thì Creo Direct này là một cái option để các bạn cân nhắc được. Rồi, cảm ơn các bạn.